Gái đọc báo nhiều nhiều vô coi. Đổi xu nó mua iPhone 11 xài chơi coi. Chơi kỳ vậy mày? Xích bỏ anh trong nồi kì. Cần gì? Thấy này gì không? Ừ, đâu có lý vậy. Bây giờ người ta chơi tàu này, chứ ai đâu mà chơi ba tàu nít đó nữa. Ở đâu có tiền mua cái đồng hồ này vậy? Chưa đâu, còn nữa kìa. Ở đâu có nhiều tiền như vậy? Ở trong đây nè. Là sao? Để anh chỉ mày tải ứng dụng này nè, hay lắm. Ứng dụng gì? Báo hay 24 giờ. Báo nè, báo tin tức nè, báo đá banh nè, coi video nữa nè. Ủa, có hài nữa kìa. Giống y chang như YouTube luôn á. Chưa đâu, làm nhiệm vụ nè. Mình đọc báo, coi video, kiếm xu có thể đổi được cạc điện thoại luôn đó. Để anh đổi cạc điện thoại cho mày coi nè. Công nhận ứng dụng này hay thiệt, phải tải về chơi mới được. Các bạn hãy đến CH Play hoặc App Store tìm và tải ứng dụng báo hay 24 giờ. Ứng dụng đọc báo, xem video, có thể kiếm tiền điện thoại hot nhất hiện nay luôn á. Cần gì? Bây giờ em anh đua tàu nè. Đợi tao chút đi, để đọc báo kiếm xu mua tàu xịn về đuổi với mày. Ngồi đó đọc báo đi, em đi tước à. Đi đi. Làm gì ạ? Tàu mới mua kìa.
đúng không? Wow, cũng được. Dạ đúng không? Tuy tàu nhỏ nhưng mà có vỏ. Dạ đúng cái gì nè? Bánh tái cũng ăn rồi. Giàu mà, đua ăn tiền đi. Đua nhiêu? Thôi, đủ bạn 20 thôi. Được, anh sợ mày à, giúp giúp. Vô. Chuẩn bị nè. 1 2 3 lưỡi cù. Coi anh mày nè, chạy ghê ghê cũng về đích cũng được nữa nè. Yeah. Bóc tiền ra. Đá đi, ghê ghê. Anh Cần. Ghê. Bây giờ em anh đua loại nè. Chơi chơi, sợ mày à. Mày chơi cái gì? Sáng mẹ cho có 20. Thôi, đua mặt sát luôn đi. Ta mới mua mặt sát khủng quá ta. Lỡ rồi, chơi mày luôn. Dứt vô. Vô. Một. Hai. Quá. Tàu bự là ngon hả? Mới chơi con chút hết pin. Hồi nãy anh gờ ghề hả? Coi em gờ ghề lại nè. En en. En. Yeah. Bậy. Đưa cái đó đó. Thôi mà thôi đi. Đưa cái đồng hồ cũng được. Có đồ cưng, đồng hồ tao mất tiền mà đưa mày. Ủa, mất chiếc tàu sao không buồn? Làm gì buồn? Anh có cài ứng dụng báo an 24 giờ. Về đọc báo vài ngày là có tiền mua tàu mới thôi. Thôi anh chơi đi. Anh về đọc báo đây. Thôi, mình cũng về đọc báo luôn đi.
Các bạn hãy đến Xe Lây hoặc App Store tìm và tải ứng dụng Báo Hay 24 giờ để đọc báo và kiếm tiền như hai anh em tụi mình nha. Nếu các bạn thấy tàu mạnh, tàu đẹp, hãy đến với asan.vn tìm cho mình những con tàu đang hot nhất hiện nay nha.